Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật của tuần này nhé. Chào em. Khán giả cũng đang nhìn thấy một cái khung hình, đó là em cũng không có sẵn sàng để lộ diện. Vậy thì bây giờ mình giới thiệu về bản thân của mình với những cái thông tin cơ bản như thế nào để vừa là không lộ diện nhưng mà vừa thuận lợi để nói chuyện với nhau nè. Dạ thì em năm nay cũng 25 tuổi. Em cũng có một bé trai 2 tuổi. Công việc của em cũng là tự do như bình thường thôi chị. Câu chuyện của em, nếu như bây giờ mình có một cái từ khóa chung nhất đi, là câu chuyện mình sắp chia sẻ với mọi người, nó thuộc về cái nhóm chủ đề nè. Hôn nhân chị. Hôn nhân. Em với chồng em thì hiện tại sống chung với nhau là 4 năm rồi. Nhưng mà nếu mà nói về hạnh phúc á, thì chỉ hạnh phúc vỏn vẹn được 1 năm thôi. Xong 3 năm còn lại là nó trải qua thăng trầm á chị. Nên là hiện tại là cũng tích cực theo hướng một năm nay thôi. Không, nó trầm đó em, chứ nó thăng là cái đoạn năm trước. Dạ, dạ, nó trầm rồi. Bây giờ nó đang thăng lại. Hôn nhân của em nó đang được vẽ ra theo hình sin cos ha. Dạ, ở Việt Nam hôn nhân nào cũng vậy thôi. Thường hoặc là parabol là coi như là lên xong xuống luôn, nghỉ dẹp. Dạ. Nhưng mà những cái cuộc hôn nhân mà đi với nhau trong nhiều năm tháng á, thực ra nó không có ở trên đỉnh cao hạnh phúc hoài đâu. Cái cuộc hôn nhân nào nó cũng sẽ phải có những cái lúc lên xuống như vậy. Và đó là lý do mà tại sao những người mà người ta sống với nhau rất nhiều năm và chúng ta vinh danh họ, không phải là vì họ sống hạnh phúc đâu, mà vì người ta đã cùng nhau chấp nhận đi qua những cái đoạn thăng trầm như vậy. Vậy bây giờ quay trở lại điểm đầu đi. Vẫn phải có cái ngày đầu tiên mình gặp cái người đàn ông này thì sau đó mình mới cưới được. Còn cái dạ, chuyện đúng mà hạnh phúc hay không tính sau. Các bạn đã gặp nhau và yêu nhau trong hoàn cảnh như thế nào? Trước khi em gặp chồng em là em có quen một cái người yêu cũ. Em với người đó cũng sống với nhau 3 năm nhưng mà cũng không có hạnh phúc với chị. Dạ. Là năm đó mình nhiêu tuổi? Tầm 18, 19 tuổi. Ừ. Dạ. Rồi cái mối quan hệ đó nó kéo dài bao lâu? 2 năm rưỡi rồi chị. 2 năm rưỡi. Thế thì vì sao mà nó kết thúc, mà tại sao nó lại kết thúc mà còn liên quan đến hôn nhân của mình? Dạ, nói chung là kết thúc ở điểm đó và mở đầu với chồng em. Trong cái cuộc sống chung với lại bạn đó thì cũng 1 năm đầu cũng hạnh phúc. Nhưng mà tới năm thứ 2 là bắt đầu bạn đó bỏ em đi chơi, để em ở nhà một mình. Lúc đó là em đang nản cái bạn này lắm rồi. Thì em gặp chồng em kiểu như là cũng tâm lý á chị. Với lại lúc đó em cũng còn trẻ, nên là thấy được cái người đó người ta đối xử tốt với mình. Trong khi mình đang gặp cái vấn đề về tình cảm như vậy thì chồng em mới tiếp cận em và em đồng ý cho chồng em một cơ hội á. Sau đó thì em chấp nhất với cái bạn người cũ luôn. Mọi người đang bắt đầu hơi rối ren ở cái đoạn này. Mọi người bình tĩnh cùng với mọi người bình tĩnh. Em cũng y chang như quý vị khán giả thôi. Nè, cái này là quan điểm riêng của chị nha. Nếu như em rất là thành thật rằng là em cũng đã dọn về sống chung với cái người yêu cũ. Dạ. Thì về bản chất là em đã có một cuộc hôn nhân. Có điều cuộc hôn nhân đó nó không được bảo hộ bởi pháp luật. Và nó chưa có một cái nghi thức văn hóa để mình được định danh trong cái gia phả của người bên kia thôi. Chứ thiệt ra trong cuộc sống đó, nó so với một cuộc hôn nhân bình thường nó đâu có khác gì đâu em. Vậy thì về bản chất là mình có một cái mối quan hệ chính thức với một người. Thế thì chị muốn hỏi rằng là tại thời điểm đó các bạn đã có việc làm chưa? Em thì có, nhưng mà bạn đó thì không. Do là nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh nên là về sống chung với em là bạn không cần phải tốn bất cứ chi phí nào hết. Chính vì vậy nên là bạn ỷ y á chị. Bạn không có quan tâm tới đồng tiền, và chỉ có em đi làm về và em lo cho bạn thôi à. Về ở chung với em thì là ở chỉ có hai bạn thôi hay là ở chung với gia đình của em luôn? Dạ, ở chung với mẹ em. Dạ. Thì phản ứng của mẹ em trong cái mối quan hệ của hai bạn như thế nào? Từ lúc em quen bạn cho tới khi kết thúc luôn, bạn cũng không có công việc ổn định. Nhưng mà mẹ em không có quan tâm. Tại vì mẹ em chỉ quan tâm là người đó có thương con gái của mẹ hay không. Với mẹ em thì cái định nghĩa về việc thương em được bà hiểu là như thế nào? Nghĩa là chỉ cần đối xử tốt với em, đừng có làm gì có lỗi với em là được. Còn lại tất cả mọi chuyện thì mẹ em có thể lo được. Có thể nuôi em và có thể nuôi luôn cái người đó. Thực ra không đi làm để lo kinh tế và buộc một mình em đi làm là có lỗi với em rồi đó. Dạ. Cái lỗi lè lè ra. Đúng cái lỗi rồi, nó rất cái là nghĩa cụ là thể. Thời gian đầu mẹ em cũng khuyên. Nhiều khi ngoại tình còn phải đi điều tra coi có tiểu tam, tiểu tứ thiệt không. Em gái mưa, em gái bão chứ gọi dù không đi làm, bắt người bên kia đi làm một mình là ta nói lỗi nó lè lè ra luôn. Nhưng mà này chị hỏi nó hơi sâu một tí nha. Mẹ em cùng với em ở trong gia đình thì điều này có nghĩa là mẹ mình cũng là đơn thân. Dạ đúng rồi, mẹ em đơn thân. Em hiểu tại sao chị hỏi tới cái đoạn này luôn không? Dạ. Thực ra tất cả những cái quyết định của chúng ta và cái khả năng của chúng ta trong việc mà mình xây dựng cái cuộc sống riêng của mình á, nó chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cái trải nghiệm mà mình lớn lên. Có thể trong cái trải nghiệm là mẹ đơn thân của mẹ em, rồi cái cách mà mẹ em đối xử với em và những gì em được hưởng thụ trong cái cuộc sống với mẹ, nó làm cho chính em cũng định nghĩa sai luôn về cái mối quan hệ của mình. Thế thì đỉnh điểm cái sự hời hợt
và không có ổn của bạn đó trong cái sức chịu đựng của em á, đến cái việc gì mà mình mới cảm thấy là mối quan hệ này không thể giữ được? Một năm đầu bạn không đi làm nhưng bạn vẫn có những công việc thời vụ, giống như là mẹ em vẫn tạo điều kiện cho bạn để mà bạn có công việc. Nhưng mà tới thời điểm là tầm một năm rưỡi thì bạn bắt đầu là bạn lơ là, bạn xa đọa, bạn đi chơi, bạn bỏ em ở nhà một mình. Thì thời điểm đó mẹ cũng có nói là con phải đi làm đi, con phải lo cho con của mẹ nữa, chứ không thể nào mà con như vậy được. Thì bạn bắt đầu là bạn cảm thấy là bạn đang sung sướng mà tại sao lại bắt bạn đi làm. Thì bạn lúc đó là bạn bỏ em đi chơi và không nghe lời mẹ em nữa. Thì đến thời điểm là tầm 2 năm hơn, em cảm thấy là nếu mà cứ như vậy hoài thì không được. Thì em cũng bắt đầu lạnh nhạt từ từ. Và sau đó thì tầm 2 năm mấy thì em mới gặp chồng em. Trong cái mối quan hệ này nãy giờ chị thấy cái sự can thiệp hầu hết là ở mẹ. Mẹ lo, mẹ lên tiếng, mẹ nhắc nhở, mẹ yêu cầu. Thế thì em với bạn ấy đã bao giờ có một cái cuộc nói chuyện riêng dựa trên cái trách nhiệm của hai đứa về cái mối quan hệ của mình thôi không? Dạ có, em có ngồi lại là bây giờ một là anh phải đi làm kiếm tiền, chứ không thể nào mà anh để cho mẹ em nuôi như vậy hoài được. Thì bạn cũng hứa hẹn nhưng mà bạn không làm. Thế thì khi mà mình cảm thấy mối quan hệ này không ổn thì cái người chồng sau này của mình đó là ảnh xuất hiện. Thế thì có một cái mấu chốt rất là quan trọng là ảnh xuất hiện khi cái bạn trai đấy đã dừng cái mối quan hệ hẳn với em và rời khỏi nhà em chưa? Hay là nó vẫn đang trong quá trình các bạn đang giải quyết vấn đề? Dạ chưa chị, em gặp chồng em là thời điểm đó em với bạn này vẫn đang còn lấn cấn. Lúc đó là em đang muốn buông bạn này rồi thì chồng em đến và biết được câu chuyện của em. Em gặp chồng em trong hoàn cảnh nào? Thì quen biết qua người bạn giới thiệu. Chồng em lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Cũng 6 tuổi. Lúc đó thì công việc của chồng em là gì? Chồng em lúc đó là có công việc ổn định, cũng chạy xe trên sân bay chị. Một ngày có thể kiếm tầm 500 đến 1 triệu. Trong bao nhiêu lâu thì cái mối quan hệ giữa hai bạn nó bắt đầu lớn dần lên để rồi em đủ cái gọi là cái sức nặng ở cái mối quan hệ này và em rời ra khỏi cái mối quan hệ bên kia? Tầm là 3 tháng chị. Thì em mới bắt đầu là em nói cái lời chia tay với cái người cũ và bạn đó dọn về nhà bạn đó. Có dễ dàng không? Cũng dễ dàng lắm chị. Không biết sao á, giống như là trời sắp đặt hay sao á. Tự nhiên cái thời điểm đó bạn đó lại không có ở nhà nữa mà đi chơi nhiều hơn, bỏ bê em nhiều hơn. Lúc đó em cũng lấy cái lý do là tình cảm nhạt dần rồi nên là thôi mình buông đi, chứ như vậy hoài là làm khổ nhau thôi. Vậy thì khi mình bắt đầu với chồng mình thì mình cảm thấy có cái gì đó nó khác biệt giữa cái người mới này với cái người mà mình đã có mối quan hệ 2-3 năm lúc đấy? Trong cái sự so sánh đó, nó làm cho mình cảm nhận được cái điều gì mà trước giờ mình không có? Em có cái ấn tượng đầu tiên là chịu làm và rất là tâm lý. Em chỉ cần nói cái món đó đẹp thôi là ngày mai là bạn đó đã dẫn em đi mua rồi. Em mới cảm thấy là chồng em nó chân thành đó chị. Rồi bao nhiêu lâu sau thì các bạn chính thức trở thành vợ chồng, dọn về ở chung? Nếu mà dọn về ở chung á là đã nửa năm là đã dọn về ở chung rồi chị. Nhưng mà để mà cưới á là khi mà con em được 1 tuổi thì vợ chồng em mới làm đám cưới. Thế thì khi mà bạn đến với em thì mẹ của em đón nhận cái bạn này như thế nào? Người lớn thì lúc nào cũng có cái nhìn đúng đó chị. Mẹ em nói là con quyết định kỹ đi rồi hả cưới. Tại vì mẹ nhìn được là nó vẫn lo cho con, nhưng mà nếu mà con đến với nó thì con cũng sẽ khổ á, khổ tâm á, chứ không phải là chuyện giỡn đâu. Em cũng lắng nghe nhưng mà mình cứ trải nghiệm thôi. Tại vì lúc đó em không có nghĩ là cưới bạn này, tại vì mình mới trải qua một cái mối tình như vậy, mình cũng muốn trải nghiệm người này coi như thế nào thôi. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì tầm một năm sau, lúc em mang bầu con em thì bạn bị mắc nợ chị, banh bóng cờ bạc. Bao nhiêu? 100 triệu. Cả gia đình em và cha mẹ chồng á, trừ mẹ em ra, thì kêu là phá cái thai đi, kêu là phá cái thai đi. Gia đình nhìn thấy cái gì vậy mà gia đình kết luận như thế? Do là hai đứa chưa có ổn định trong cuộc sống và hai đứa cũng chưa có thực sự thương nhau. Ba mẹ chồng em là hiểu cái tính của chồng em, sợ là sẽ làm khổ em, sợ là đẻ xong rồi không có kinh tế lo thì tội nghiệp đứa nhỏ. Thì cái xung đột nó bắt đầu đỉnh điểm thì nó liên quan đến những cái chuyện gì? Và lúc đó mình đang ở bên nhà của bên chồng hay bên mình? Bên em, tại vì em đẻ con về rồi là em về nhà mẹ em. Thì đỉnh điểm đó là xuất phát từ gia đình em. Trước khi mà em mang bầu thì chồng em cũng muốn cưới và hai bên gia đình đã nói chuyện đám hỏi với nhau rồi. Nhưng mà đùng một cái dịch nên là bị giãn cách xã hội, không thể đám cưới được. Sau dịch thì em mới dính bầu. Gia đình chồng em thì thuộc dạng như là không có muốn có bầu mà đang cưới để ảnh hưởng đến cái công việc của người mời đi á. Nên là họ nói là đẻ xong đi rồi hả cưới, đẻ xong đi rồi hả cưới. Thì khi mà đẻ xong rồi thì gia đình em kiểu như bà ngoại em thì sống theo cái lối cổ hủ ấy chị. Nói là bây giờ đẻ xong rồi muốn để gì sống ở luôn hay gì, không muốn cưới hay sao. Thì tới tay chồng em thì chồng em mới
tức á chị, kiểu như là sĩ diện đàn ông mà nói là cưới thì vẫn cưới chứ đâu phải không cưới, nhưng mà thời điểm đó là hai đứa đang không có tiền, gia đình em ép cưới. Thì lúc đó là chồng em cũng cố gắng lo cưới cưới này kia, nhưng mà chồng em nó lại mang suy nghĩ là tại sao gia đình lại ép cưới trong khi mà không có tiền như vậy. Nhưng mà em cảm nhận như thế nào về cái tâm ý của nhà ngoại là cưới để em có danh phận? Em thì em cũng nghĩ là gia đình em muốn tốt cho em thôi, tại vì bà ngoại em có nói một câu là đời con gái chỉ có một lần, cưới đi để mày có danh phận, để mà con mày còn có cha. Em cũng nói với bà ngoại em một câu như vậy, bây giờ tụi con đang không có tiền, ví dụ như bà ngoại kia ép cưới quá thì cưới xong tụi con ly dị cũng vậy à, tại vì nó xung đột tiền bạc rất là lớn. Nhưng mà bà có yêu cầu là đó phải là một cái đám cưới với 5-6 cái lễ rồi phải dạ, bao có. Nhiêu tiền rồi phải như thế này như thế kia không? Dạ có. Đúng ra mẹ của em phải là người đưa ra sính lễ, còn bà ngoại chỉ là người kiểu như là cố vấn, dạ tư vấn thôi. Nhưng mà cái đằng này á là bà ngoại em ép buộc hết luôn. Em cũng thấy chỉ cần gia đình lại nói chuyện và làm một cái lễ trên nhà hàng thôi là cũng ok rồi, nhưng mà bà ngoại em không chịu vậy. Điều gì sẽ diễn ra nếu như các bạn sẽ tự chủ thiết kế một cái đám cưới theo đúng cái năng lực của mình thôi mà không có theo cái kỳ vọng của bà ngoại? Thì bà ngoại sẽ không bao giờ nói tới em nữa, là từ em luôn. Cha mẹ chồng em mới nói là bây giờ bà cũng lớn tuổi rồi, thôi mình cứ chiều theo ý của bà đi, tại vì bà sống không có được bao lâu nữa. Vậy thì cái xung đột đó mình công tâm mình nhìn nhận lại, ở đây chị không nói rằng là ngoại không có khó khăn nha, ngoại dạ. Vẫn có những cái sự gọi là cực đoan của ngoại chứ không phải là không, mặc dù tâm ý ngoại không sai đâu, có điều là bà quá cực đoan về việc là phải thế này phải thế kia trong một hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng nếu như các bạn thực sự yêu thương nhau và các bạn cũng đã có giải pháp để chiều lòng theo bà ngoại, thì cái xung đột sau đó của mình vốn là từ chỗ của mình hay từ chỗ yêu cầu của ngoại mà nó ra? Cái đó là do tâm tính của chồng em. Chồng em cứ nghĩ tới cái vấn đề là tại sao bà ngoại phải ép như vậy. Và khi đám cưới xong, bà ngoại em có nói một câu là gia đình mày lấy được cháu tao là hãnh diện cho nhà mày lắm rồi. Thì chồng em kiểu như tại đàn ông tự ái sĩ diện nên là không có chấp nhận được cái câu đó nói đó chị. Chồng em mới nói là một câu là con cưới bé này là gì, nó đang mang cho con một đứa con, với lại con thương nó, thật sự con mới cưới, chứ không phải con cưới vì cái gia tài của nhà ngoại, nên ngoại đừng nói như vậy. Vậy thì gia tài của nhà ngoại là của nhà mình đó, là dạ. Nó đến mức nào để ngoại thấy đó là vấn đề nè? Nó cũng không phải là nó cao siêu lắm chị, tại vì nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh nên là từ dì em, út em, ngoại em đều có nhà và có xe cộ đàng hoàng luôn. Trung tâm quận 1? Không phải quận 1 nữa, nhưng mà người ta nói là có nhà ở Sài Gòn là ok rồi. Nhà thế thì nhà của bạn trai em thì sao? Cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà là nhà trọ. Nhưng mà vẫn có nhà mua ở dưới quê. Dạ, có đất ở dưới quê. Dạ. Rồi cái đó là cái câu chuyện mà chồng em tức ngoại em. Nhưng mà chồng em với em hai đứa tức nhau á, là nó diễn ra theo kiểu nào? Nói chung là em cũng còn nhỏ, em không có biết cách làm vợ, cũng không biết cách làm mẹ, em không biết cách chăm sóc chồng em luôn. Lúc thời điểm đó thì chồng em không cho em đi làm. Có đứa con đầu tiên thì mẹ em chăm hết tất cả, em cũng không biết nấu nướng luôn. Nên là chồng em cũng chỉ là anh đi làm về anh cần cái sự hỏi thăm hoặc là ly nước thôi cũng được. Nhưng mà em thời điểm đó em không nghe. Chồng em thì muốn em thay đổi, muốn em phải là phải biết quan tâm gia đình, phải biết như thế này, phải biết như thế kia. Tại sao em không làm, anh nói mà em không làm. Em mới nói là em phải chăm con em mệt rồi, anh có biết áp lực của em chăm con không? Thì chồng em nói vì áp lực của anh ra ngoài đường thì như thế nào. Thì cứ xung đột qua lại, cũng do từ hai đứa là cái tôi quá lớn. Rồi ở chung với mẹ em thì mẹ em cũng hay nói những lời khó nghe khó chịu với chồng em. Dạ rồi, em chào chị ạ. Chị ơi, chị nghe rõ tín hiệu bên em không chị? Nghe ạ, chào em. Dạ rồi, trước tiên thì em mời chị mình chủ động chia sẻ giúp em ha, về họ tên của mình nè, công việc, tuổi tác cũng như là nó ở hiện tại của mình nha. Rồi em mời chị ạ. Thảo sinh ngày 9/5/74 từ tại quận Chi Lễ. À, dạ, chị ơi, em nghe cái tín hiệu bên mình rất là yếu á, những cái gì mà chị giới thiệu là em nghe không có rõ à. Dạ chị ơi, nói lại giúp nhờ chị cầm cái điện thoại lên á để cho cái phần thu tiếng nó tốt hơn nha. À rồi mình cứ để như vậy, nhưng mà mình cầm điện thoại cho nó hỏng lên cho em chút xíu là được. Chị xin giới thiệu, chị tên là Đặng Thị Minh Thảo, sinh ngày 9/5/1974, hiện tại chị đang sống và làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc là gì chị? Công việc của chị là quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố Bà Rịa. Dạ rồi. Hiện tại là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu, là mình ở cùng với gia đình hay là mình ở một mình chị?
À, chị đang ở với con trai ạ, gia đình con trai. Đang ở cùng gia đình con trai. Là con trai của mình là lấy vợ rồi hả chị? À, con trai của chị lấy vợ được một cháu khoảng gần 2 tuổi. Dạ rồi. Rồi, nhà chị giới thiệu thêm về ưu điểm và nhược điểm của mình giúp em nha. Ở chung ưu điểm của chị thì sống tình cảm, chân thành, ngay thẳng, làm việc thì hết mình. À, biết quan tâm tới đồng nghiệp, bạn bè cũng như gia đình. Còn điểm yếu thì của chị thì nói chung là tính chị hay thẳng thắn và hơi nóng tính một xíu. Nói chung phóng tình cảm. Thường thì mình gặp ví dụ mấy cái việc mà khiến mình nóng tính đó, thì thường chị giải quyết như thế nào chị? Thường thì ví dụ như những cái việc mà chị không hài lòng hoặc là làm không đúng ý chị thì chị chỉ la tí xíu thôi, rồi lại là chị cũng hỗ trợ cho làm trong công việc, chứ không phải là chị nóng tính rồi chị bỏ lơ công việc. Chị chia sẻ chút xíu về cái đường tình duyên của mình nha, cụ thể hơn là cái cuộc hôn nhân trước đó của mình hả chị? Rồi em mời chị ạ. Nói chung thì hôn nhân của chị với anh thì cũng yêu nhau từ thời sinh viên, xong rồi kết hôn, xong rồi trong quá trình cuộc sống thì nó cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Ví dụ như chị thì đi làm, còn anh lui về thì ảnh cũng chăm sóc con cái, đưa con cái đi học. Thì đâm ra có những cái mâu thuẫn, ví dụ mình không có làm ngoài xã hội nữa thì nói chung là có nhiều cái mâu thuẫn. Với lại tính anh thì nói chung cũng không biết quan tâm đến gia đình nhà vợ. Nói chung là cũng ở bên gia đình vợ nhưng mà không biết quan tâm. Nói chung là cũng gây khó chịu, không được lòng. Rồi nói chung là nhiều cái mâu thuẫn khác nữa trong cuộc sống vợ chồng, nên là dẫn đến khi mà con chị đứa thứ hai vào đại học thì chị cũng là coi như là các cháu lớn hết rồi, nên là chị cũng quyết định là chia tay. Là chị với anh là có hai bé hả chị? Chị với anh có hai bé, một bé sinh năm 97 là bé trai, còn bé gái là sinh năm 2000. Thì hiện tại cháu cũng học xong đại học và làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chương trình đó là sẽ ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì không biết là với cái công việc của mình thì chương trình báo chị trước bao lâu là được chị? Ý ý là sao em? Ý là nếu như mà mình phù hợp với chương trình và có cái người phù hợp với mình á, mà mình tham gia ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bên chương trình báo mình trước bao lâu là được để chị sắp xếp công việc đó chị? Ví dụ như mình báo cho chị trước 2 3 ngày là được rồi. Rồi bây giờ mình tham gia chương trình thì mình muốn tìm một cái mẫu người như thế nào để mình giúp đôi cùng chị? Nói chung thì mẫu hình thức của chị thì cũng không hình thức gì lắm. Thì nói chung anh chiều cao khoảng trên 1m68 là được, không là người trung bình thôi. Nói chung là anh có thể là học thức bằng chị, tại vì chị cũng tốt nghiệp đại học ra. Chị sợ là sau này trình độ nó thấp quá, nó không có phù hợp, lại xảy ra mâu thuẫn như kia, nên chị muốn là trình độ bằng chị về đó thì cứ tầm vậy. Rồi nói chung là kinh tế ổn định hoặc là lớn hơn tuổi chị, hoặc là lớn hơn tuổi chị cỡ chừng 52 đến 60 chẳng hạn, như vậy, ví dụ như vậy. Là công việc rồi vị trí địa lý thì sao chị? Vị trí địa lý thì nói chung vị trí địa lý thì tới tầm tuổi chị bây giờ là nói chung là em chọn người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Đồng Nai hay là Bình Dương thì chưa cũng phía này, chứ nhiều khi miền Bắc thì mình xa quá cũng hơi khó. Mình là mình cao 1 mét bao nhiêu chị? Chị cao 1m52. Cao 1m52 thì bạn nam tầm 1m65 trở lên được không chị? Tại vì 1m68 thì nhiều khi là khó có người phù hợp với mình á. Thì cũng được. Vậy tầm 1m65 trở lên là ok rồi ha. Rồi, mình có cái mong muốn gì thêm không chị? Có cái gì mà không thích ở bạn nam không? Thì chị chia sẻ luôn giùm em nha. Chung là nam thì phải chân thành tình cảm, biết quan tâm tới gia đình, nhau là biết liên quan tình. Nói chung là 50 51 phải Chị ơi, chị cầm cái điện thoại lên giùm em nha, nó hết nghe rõ rồi á. rồi. Ý Rồi. là chị muốn tìm một người bạn nam thì sống tình cảm nè, chân thành nè, biết quan tâm tới gia đình, cả con cái hai bên,
rồi có tài chính độc lập, rồi đặc biệt là không gia trưởng là được. Ừ, dạ rồi. Rồi, có cái mong muốn nào thêm nữa không chị? Nói chung là có sở thích nào hoặc là đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch hoặc tập thể thao cùng chị thì cũng càng tốt. Chị thì tập thể thao là chị tập những cái bộ môn nào chị? Chị thì thường chị tập gym hoặc là tập yoga. Trước kia chị cũng có đạp xe đạp chẳng hạn. Nhưng mà về cái phần tập gym nhiều hơn. Em thấy chị để là sở thích chị cũng thích nghe nhạc rồi nè, rồi cái phần văn nghệ của mình đó, ca hát đồ, có chơi nhạc cụ gì không chị? Nhạc cụ thì chị không có ca, nhưng ví dụ như là tham gia liên hoan ở cơ quan chẳng hạn thì chị cũng tham gia hát karaoke hay là như vậy thôi. Có cái bài nào chị thích không? Chị hát một hai câu trình bày thử xem như thế nào chị? Hát một hai câu trình bày. Đúng rồi, một hai câu thôi là được rồi nè. Các bạn nào thích không mà thường đi văn nghệ với công ty mà hay hát nè. Nói chung là chị hát nhạc bolero nhiều, nhưng mà để chị hát một bài Lối Nhỏ Vào Đời. Dạ. Em sẽ là sông để anh là biển sông, em sẽ là lòng để anh là mây bay, anh sẽ là gió mai, để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim bay, đời em là sao siêu phi vũ, đời em là bình minh rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Quá hay luôn. Tại vậy là phải đi hát giao lưu văn nghệ trong công ty là phải rồi đó chị. Cái bài này cũng ok á, ví dụ như có bạn nam phù hợp thì chị lên chị hát giao lưu với bạn nam ha. Dạ rồi. Ngày hôm nay á là cái buổi casting sơ lược trước của chương trình thôi, thì nếu như nào mình phù hợp với chương trình nè, cũng như là chương trình có cái người phù hợp với mình, thì chương trình sẽ cố gắng báo sớm cho chị để chị sắp xếp công việc chị tham gia cùng với chương trình nha. Ngoài ra thì trước khi mà tham gia chương trình á thì cũng sẽ có một cái chị biên tập riêng trao đổi riêng với mình, phụ trách mình và hoặc là trao đổi kỹ hơn về những cái thông tin cũng như là những cái dạng dò trước khi hình với mình nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị đã dành thời gian phỏng vấn. Chào em. Dạ, em chào chị. Rồi, đầu tiên em mời chị giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha chị. Dạ, em tên Đỗ Kim Cương công việc em là làm công ty. Chị sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 84 Chị làm công nhân ở đâu? Chị quê chị ở đâu? Quê em ở Cần Thơ. Em làm công nhân ở Đài Loan à chị. Bây giờ chị đang ở bên Đài Loan á hả? Dạ. Rồi khi nào chị về? Thường thường á là nghỉ hè là em mới về, con em nghỉ hè. Rồi bây giờ tìm người yêu á thì là hẹn hò yêu xa. Dạ. Vậy sao không chờ về, chị còn làm bao lâu nữa chị về luôn? Em bên đây lấy chồng á, em ly hôn á. Là chị ly hôn ở bên đó, chị lấy chồng bên đó hay sao? Dạ. Ly hôn bên đó sao không tìm người bên đó chị? Giờ đang ở đó luôn, kiếm người bên đó cho dễ. Thì em cũng định vậy, nhưng mà em công việc em thì nó bận rộn mà, nên cũng không có thời gian à. Là ý chị là chị sẽ sống bên đó hay là chị dự định về Việt Nam ở luôn không? Ở sao cũng được đó chị. Rồi có nghĩa là bây giờ có cái anh nào ở Việt Nam mà ok tiêu chí là về Việt Nam sống được đúng không? Hay là ý chị muốn tìm cái người phải ở bên đó hay sao? Hay đi hay ảnh phải đi có người bên đây càng tốt hơn Nếu có người bên đây càng tốt. Rồi chị nói một chút điểm mạnh điểm yếu giùm em luôn nha. Điểm yếu của em là giống như là hơi nóng tính hay giỏi hờn, còn điểm mạnh em là em thích nấu ăn vui vẻ. Rồi điểm yếu chị là gì, chị có tính xấu gì không? Dạ không. Em chỉ hay em chỉ hay nóng tính thôi, hay giỏi hờn thôi. Dễ hờn vô cớ không chị? Dạ không. Rồi chị nói về cái hôn nhân của mình đi, chị kết hôn năm nào rồi ở được bao lâu? Em kết hôn năm 2013. Em ly hôn năm 2018.
như vợ chồng chồng không lo làm ăn á, giống như là ham chơi bài bạc đồ này nọ đó, rồi hai chồng nhiều lúc nói không thay đổi á, nên em chịu đựng hết nổi em ly hôn. Mà đơn giản anh chồng thôi. Đó là người Đài Loan luôn hay sao ạ? Dạ đúng rồi ạ. Ờ là rồi nhưng mà nó bất đồng về những cái điều gì? Giống như là ảnh chơi bời, không lo làm ăn á, không lo gia đình nữa. Ừ dạ. Còn lúc xưa là mình cưới thì mình đi qua bên đó thôi đúng không? Dạ. Ừ. Lúc đầu qua mai mối ạ. Dạ rồi mai mối ha. Rồi bây giờ chị nãy chị nói mấy người con? Dạ em một đứa con gái ạ. Rồi bây giờ chị muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào? Như là biết yêu thương gia đình nè, không chung thủy, biết chia sẻ, biết yêu thương, không gia trưởng. Rồi người đó ly hôn tuổi tác bao nhiêu được chị? Giống như lớn em khoảng 10 tuổi trở lại thôi, nhưng mà em kỵ là 3 tuổi, 6 tuổi, 9 tuổi. À cũng có như lớn tuổi rồi. Em 3 tuổi, 6 tuổi, 9 tuổi là không được, 3 số đó là em kỵ. Rồi ok. Chị điểm mà không thích ở đàn ông là gì chị? Không thích ở đàn ông là vũ phu, nhậu nhẹt gì hay la lối này nọ, và vũ phu với vợ con. Ok chị. Rồi nếu mà được chọn chương trình liên hệ lại rồi trao đổi thì chị có về được để chị ghi hình không? Nếu như em cũng hơi khó đấy. À tại vì cái này mình quay hình ở Sài Gòn đó chị, nên là dạ. Nếu mà tham gia là phải về Việt Nam thì chị có về được dạ. Không? Ờ đúng rồi, chứ đâu có online đâu, này là phải dạ. Về đó. Chị có đi được không? Để em xem như thế nào. Rồi ok chị. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ. Phần cách tin mình xong rồi đó. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc rồi ạ. Chị có thể thoát cuộc gọi được rồi chị. Dạ dạ. Dạ chương trình dạ. Cảm ơn chị.